Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến tháng 3 năm 2023, Việt Nam đang có hơn 5 triệu ô tô đang lưu hành. Trong đó, xe động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu xăng dầu chiếm tỷ lệ lớn nhất. Làm thế nào để giảm thiểu lượng CO2 từ những chiếc xe này? Qua đó, hạn chế ô nhiễm không khí đang là bài toán cần lời giải. Trước xu thế toàn cầu về bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu, tập đoàn Toyota đã cam kết đạt trung hòa carbon trong mọi hoạt động vào năm 2050 và mục tiêu không phát thải CO2 trong hoạt động sản xuất vào năm 2035. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Toyota đang phát triển định hướng tiếp cận đa chiều hướng tới mục tiêu giảm phát thải carbon thông qua việc đưa ra các giải pháp về năng lượng thay thế và lựa chọn các dòng xe điện hóa phù hợp với nhu cầu di chuyển của khách hàng, giúp hiện thực hóa giấc mơ sở hữu xe xanh của người Việt. Has already determined that environmental protection goes along with production and business activities towards a sustainable society. Electrification is developing globally. Toyota selects a suitable xEV roadmap for each country depending on actual circumstances. In here, Vietnam, we identify that the hybrid and biofuel are the most suitable and practical solution to help reduce CO2. For hybrid, decarbonization can start now without waiting for infrastructure and affordability. TMB is among the pioneers in introducing hybrid models in Vietnam. We are planning to launch more models in the near future. Tháng 3 năm 2023, Toyota Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ dự án ứng dụng nhiên liệu sinh học trên phương tiện giao thông tại Việt Nam, hợp tác cùng Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Ngay sau đó, các chuyên gia đã đánh giá hiệu quả ứng dụng nhiên liệu sinh học trên dòng xe động cơ đốt trong và xe công nghệ xăng lai điện hybrid về các yếu tố tiêu thụ nhiên liệu, mức độ phát thải và điều kiện sử dụng thực tế. Kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 vừa được công bố tại hội thảo Giải pháp xanh giảm phát thải trong ngành ô tô hướng tới trung hòa carbon vào ngày 3 tháng 8 vừa qua. Về tiêu thụ nhiên liệu, trong điều kiện nội đô cao điểm, xăng sinh học giúp xe hybrid giảm đáng kể lượng tiêu thụ nhiên liệu nếu so với xăng thông thường. Xe hybrid cho hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn xe động cơ đốt trong ở cả 3 loại xăng. Hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu của xăng sinh học thay đổi theo vận tốc và mức càn ở bánh xe. Về mức độ phát thải, xe hybrid cho hiệu quả cắt giảm khí độc hại rõ rệt so với xe động cơ đốt trong với cả 3 loại xăng. Lớn nhất, giảm 27% khí HC và 48% khí CO. Về vận hành, sử dụng xăng sinh học không ảnh hưởng đến vận hành của xe. Xe hybrid có cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như cắt giảm phát thải vượt trội so với xe động cơ đốt trong truyền thống. Và một điều đặc biệt là đối với xe hybrid khi kết hợp với xăng E5, và trong điều kiện nội đô tắc đường thì nó có thể để giảm hơn so với các cái xăng 95 là khoảng 7% nữa. Do vậy là cái việc kết hợp giữa xe động cơ hybrid và xăng E5 sẽ đây là một cái giải pháp khá là toàn diện cho việc cắt giảm phát thải khí nhà kính cũng như tiết kiệm năng lượng. Thì giai đoạn 2 chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu cái ảnh hưởng của xăng sinh học đối với xe hybrid cũng như xe động cơ đốt trong để mang lại những cái kiến thức kết quả tốt nhất cho người tiêu dùng và mọi người cùng hiểu biết. Bên cạnh đó, tại hội thảo, Toyota Việt Nam cũng trưng bày các giải pháp xanh cùng nhiều thông tin hữu ích về định hướng tiếp cận đa chiều của Toyota khu vực, các nỗ lực thực hiện hoạt động giảm phát thải của Toyota Việt Nam trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Trong năm 2022, toàn bộ hệ thống Toyota Việt Nam cắt giảm 11.658 tấn CO2 với nhiều hoạt động như lắp đặt và sử dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời, sử dụng nhiên liệu sạch, cải tiến thiết bị để tối ưu hóa công suất, v.v. Là nhà sản xuất tiên phong giới thiệu các mẫu xe hybrid tại Việt Nam, năm 2023, Toyota đã ra mắt 6 mẫu xe có phiên bản hybrid. Tính đến tháng 8 năm 2023, 7.162 xe Toyota hybrid đã được giao đến tay khách hàng, giúp cắt giảm 20,6 nghìn tấn CO2 một năm. Besides, since unit in operation, products and the domination in the Vietnam's transportation, we developed biofuel project to research and evaluate the effectiveness of biofuel, which will reduce CO2 notably.
And also, our unit in operation now 900,000 units, and soon 1 million. We have a social commitment to ease our negative impact by our product for the environment. This is our reason why we are using the two options, hybrid and biofuels. Những kết quả tích cực trên là nền tảng giúp Toyota Việt Nam tiếp tục nỗ lực nhằm mang đến sự tự do di chuyển cho tất cả mọi người thông qua những giải pháp phù hợp nhất với cơ sở hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Đồng thời, Toyota cũng tiếp tục tăng cường thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, hoàn thiện chu trình xanh khép kín trên toàn hệ thống, hướng tới mục tiêu không phát thải CO2 trong hoạt động sản xuất vào năm 2035 và đạt trung hòa carbon trong mọi hoạt động vào năm 2050.